Nhà thầu Trung Quốc tiếc khi không được chọn xây sân bay Long Thành. Nhà thầu Trung Quốc với liên danh CHECBCEJ Việt Nam Cotraco tham gia gói thầu 5.10 dự án sân bay Long Thành đã chấp nhận kết quả chấm thầu và bày tỏ rất lấy làm tiếc khi không được lựa chọn. Liên danh CHECBCEJ Việt Nam Cotraco đã có thông tin phản hồi Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV, thông báo đã nhận được kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách. Trong thông tin phản hồi, liên danh này nêu rõ, chúng tôi đã nhận được thông báo từ phía quý công ty về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 và rất lấy làm tiếc khi liên danh của chúng tôi không được lựa chọn. Chúng tôi hy vọng lựa chọn này đem lại kết quả tốt nhất cho quý công ty và dự án. Trong số các gói thầu của dự án sân bay Long Thành, gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách là gói thầu có giá trị lớn nhất của dự án và là tâm điểm bàn luận của ngành xây dựng trong thời gian gần đây. Có 3 liên danh nộp hồ sơ dự thầu gói thầu này gồm CHECBCEJ Việt Nam Cotraco, Hoa Lư và Vietter. Liên danh nhà thầu Vietter do tập đoàn Interista của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu đã đánh bật 2 đối thủ khác, bao gồm một liên danh do doanh nghiệp Trung Quốc đứng đầu và liên danh còn lại do doanh nghiệp Việt đứng đầu, giành chiến thắng trong gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành. Liên danh do doanh nghiệp Trung Quốc có 2 nhà thầu ngoại đến từ Trung Quốc là China Habu Engineering Company Ltd, CHEC và Beijing Construction, BCEJ, đã đồng thuận, chấp nhận kết quả gói thầu được chốt thuộc về nhà thầu Vietter. Trong khi đó, liên danh Hoa Lư gồm các doanh nghiệp như Centro, An Phong, Hòa Bình, Thành An, Unicom, Delta, Cotecon. Trong đó Cotecon là đơn vị đứng đầu liên danh. Trước đó, ACV đã công bố liên danh Vietter trúng gói thầu 5.10 và nêu lý do việc hai liên danh Hoa Lư và CHECBCEJ Việt Nam Cotraco không được lựa chọn. Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online, ông Lại Xuân Thanh, chủ tịch ACV, cho biết điều quan trọng là ACV hoàn toàn tự tin đã đảm bảo nguyên tắc, minh bạch, công bằng đối với người trúng thầu, không trúng thầu. Những kiến nghị vừa rồi của một nhóm liên danh sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ. ACV chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà nước về kết quả chọn nhà thầu. Các gói thầu ngàn tỷ sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chính thức khởi công đồng loạt vào cuối tháng 8 năm 2023. ACV cam kết sân bay Long Thành sẽ thực hiện đúng tiến độ, đi vào khai thác quý 4, 2026.